Thưa quý vị, hiện nay tại khu vực mỏ đá Lân Năm Ba thuộc xóm Thống Nhất, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Phía trên đỉnh núi có một số khối đá có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của nhân dân. Phía trên núi có một số hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng và đã bị hư hỏng tài sản vì đá rơi. Dù nguy hiểm rình rập nhiều tháng nay, tuy nhiên hiện người dân vẫn không thể di rời đi nơi khác do chưa đồng thuận với mức hỗ trợ từ phía đơn vị khai thác đá. Tìm hiểu thực tế của phóng viên VTC14. Đây là những tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên vách núi xuống sát căn nhà của ông Triệu Văn Cần, xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, còn sót lại tại vườn. Ông Cần cho biết gia đình đã sinh sống tại đây nhiều năm. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở lại đây, tình trạng đá rơi mới xuất hiện. Theo người dân, từ khi mỏ đá Lân Năm Ba của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng hoạt động, nổ mìn, người dân đều cảm thấy bất an vì đá từ trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. May là không ai ở nhà, toàn đi làm đồng hết vì chúng tôi là nông thôn. Nên là không có thiệt hại về người mà chỉ là tài sản hoa màu của dân thì chúng tôi là bị thiệt hại. Các cấp chính quyền đến khảo sát thì kiểm tra đến, nhưng mà chúng tôi hỏi là nguyên nhân cơ bản là ở đâu thì bây giờ thì vẫn chưa cấp nào trả lời chính xác cho chúng tôi. Theo người dân, đá không chỉ rơi vào vườn, khu vực chăn nuôi mà còn rơi xuống đường, ruộng sản xuất. Họ mong mỏi sớm có câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền địa phương để yên tâm sinh sống. Bây giờ nhà cửa không dám ở nên nào cũng đã đổ sập mất mấy chỗ, mỗi lần nổ nào một lần rung nhà đổ mất góc nhà rồi. Thế còn một cho nên là tôi không dám ở, phải đi nhờ ở nhờ nhà con. Tinh thần chúng tôi lúc nào cũng hoảng loạn, sợ mưa, sợ gió, sợ tất cả những cái gì bất chợt nó lăn xuống, tại vì bây giờ họ nổ mìn, nó rung, nó nở tất cả các hòn đá trên cao, không biết bất chấp lúc nào nó lăn. Quá lo lắng và bất an trước tình trạng đá rơi, ngôi nhà ở đằng sau lưng tôi đây đã buộc phải di rời toàn bộ đồ đạc cũng như là tài sản đến nơi ở khác. Ngôi nhà bị bỏ hoang lâu nay đang dần xuống cấp theo thời gian. Tuy nhiên không phải hộ gia đình nào ở dọc chân núi này cũng có đủ điều kiện để đến một nơi ở mới được an toàn hơn. Nhiều hộ gia đình vẫn đang cố gắng bám trụ lại nơi đây với nỗi lo đá rơi luôn thường trực. Đá rơi đã trở thành nỗi ám ảnh của các hộ dân xung quanh. Dù nguy hiểm, nhưng người dân nơi đây vẫn chưa thể di rời vì mức hỗ trợ đền bù quá thấp. Chúng tôi không thể đồng ý được cái giá. Nó quá là không cân bằng với cuộc sống của chúng tôi. Nếu làm được nhà thì không có đất, nếu mua được đất thì không làm được nhà. Đá nó lăn về sát nhà phá tan hết tất cả chuồng trại, nên là nó rất là nguy hiểm. Nên là tôi là bây giờ là phải bỏ nhà để đi ra nơi khác ở. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn cho biết, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2021, trên địa bàn xóm Thống Nhất đã xảy ra hai vụ sạt lở đá nghiêm trọng. Dù không có thiệt hại về người, nhưng một số tài sản của người dân cũng như đường bê tông bị hư hại. Do khu vực sạt lở nằm sau mỏ đá Lân Năm Ba của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng, nên chính quyền địa phương đã đề nghị công ty tạm dừng nổ mìn khai thác, phối hợp khắc phục hậu quả và lên phương án hỗ trợ di dời 4 hộ dân trong vùng. Tuy nhiên, do chưa đồng ý mức hỗ trợ của công ty, nên đến nay việc di dời vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Doanh nghiệp thì cũng vì cũng liên quan tác động ít nhiều thì người ta cũng đã có những cái trách nhiệm nhất định là hỗ trợ cho người dân là đủ điều kiện để di dời ra chỗ khác, dân tự bố trí chỗ ở. Thứ hai là phần xây dựng nhà cửa thì doanh nghiệp đã hỗ trợ là theo cái chi phí là sẽ đảm bảo xây được một cái công trình nhà ở tương đương như bây giờ. Thế tuy nhiên thì về phía người dân, cái mong muốn của họ là với số tiền di dời nó phải lớn, thế cho nên doanh nghiệp là không đáp ứng được. Đầu tháng 3 vừa qua, tại xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ phối hợp với một số sở ngành liên quan họp thống nhất phương án xử lý khu vực có nguy cơ sạt lở đá gây mất an toàn cho các hộ dân ở xóm Thống Nhất. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Đấy, ví dụ như là nếu mà chẳng may mà khối lượng đá lớn mà trên núi mà vào những mùa mưa bão mà sạt lở xuống thì sẽ thứ nhất là sẽ vào trực tiếp đến nhà ở người dân và có thể là gây đến tính mạng, ảnh hưởng tính mạng con người. Thế cho nên là chúng tôi cũng là thường xuyên theo dõi nắm bắt và chúng tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên này sớm xử lý cái sự việc. Để đánh giá nguyên nhân và mức độ nguy hiểm sạt lở tại khu vực núi đá, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ sẽ chủ trì và họp với đơn vị tư vấn để đánh giá
xác định nguyên nhân, nguy cơ điểm sạt lở và thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng cam kết tạm ứng kinh phí để tổ chức thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, tổ chức triển khai khi có kết quả đánh giá, cũng như gửi phương án tổ chức di chuyển 4 hộ dân bị ảnh hưởng về Ủy ban nhân dân huyện để làm căn cứ thực hiện. Những ngày qua, ô nhiễm không khí nghiêm trọng xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc với mức độ ô nhiễm phổ biến ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe mọi người. Cá biệt một số điểm đo lên ngưỡng nguy hại, mức nguy hiểm nhất trong ô nhiễm không khí. Vậy cần phải làm gì để bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm như vậy? Hãy cùng chúng tôi đến với một vài lời khuyên ngay sau đây. Theo Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có diễn biến xấu. Nguyên nhân được cho là do điều kiện thời tiết giao mùa có nhiều biến động bất lợi, chênh lệch ngày đêm về nhiệt độ, độ ẩm, hướng và tốc độ gió, bức xạ nhiệt khiến khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí bị hạn chế, đặc biệt là bụi. Thực ra cái nồng độ chất các chất ô nhiễm trong không khí thì nó phụ thuộc vào một số yếu tố chính. Đầu tiên là nó phụ thuộc vào cái mức độ phát thải của các nguồn thải. Các nguồn thải đó có thể là nguồn thải địa phương, cũng có thể là cái nguồn thải tức là nguồn ngay tại chỗ mình sinh, có thể nguồn thải xa, tức là xa thì có thể từ tỉnh khác đến, có thể từ nước khác nó sang. Cái loại thứ yếu tố thứ hai là yếu tố lan truyền. Thì lan truyền thì nó lại phụ thuộc vào điều kiện địa hình và điều yếu tố khí tượng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, vận động tập thể dục, lao động ngoài trời. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách, đảm bảo kín, khít mặt. Bên cạnh đó, người dân nên vệ sinh mũi, xúc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý. Đặc biệt sau khi ra đường, trà rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Người dân nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm. Nếu những hạt vi bụi là những cái hạt có khả năng gây ung thư, thí dụ như là cái hạt amen, hay là thí dụ như là cái bụi carbon vô cùng nhỏ, từ đâu? Từ trong khói thải của các phương tiện giao thông vận tải, thì cái bụi nó vô cùng nhỏ, có thể nó sẽ đi qua cả cái màng của cái màng lọc của than hoạt tính. Thế thì những cái đấy khi mà đi vào trong cơ thể thì nó gây những bệnh rất nhiều hô hấp, nhưng mà ngăn cản nó rất là khó, là bởi vì nó khả năng di tản nó rất là xa. Khi ở trong nhà, chúng ta nên đóng cửa sổ, tốt hơn nếu chúng ta có máy lọc bụi, lọc không khí. Nếu bắt buộc đi ra ngoài đường thì ta nên đeo khẩu trang, và không phải khẩu trang nào cũng được, mà phải đeo khẩu trang đã được chứng nhận đạt chuẩn của Hoa Kỳ hoặc Liên minh châu Âu, có thể chống được bụi lơ lửng, bụi cỡ nhỏ. Còn những ngày chất lượng không khí tốt, bầu trời trong xanh, chúng ta nên ra ngoài tập thể dục, hít không khí cho thoải mái. Đồng thời, các chuyên gia khuyến cáo nên thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi dâm dạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga, trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đưa ra những giải pháp đánh giá cụ thể, hàng chục người dân ở dưới chân núi thuộc xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn vẫn đối mặt với nguy cơ đá lăn trực chờ. Và thực tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có nhiều vụ sạt lở đất đá, thậm chí gây hậu quả chết người. Đó là bài học nhãn tiền và tiếng chuông cảnh báo đối với cả người dân và chính quyền địa phương trong việc sớm đưa ra giải pháp để di rời, ổn định cuộc sống các gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Ghi nhận tiếp theo của VTC 14. Đây là hiện trường xảy ra vụ sạt lở đất đá trên địa bàn xóm Na Quan, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người tử vong vào đêm ngày 30 tháng 5 năm 2022. Theo chính quyền địa phương, mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến đất trên đồi bị nhão và đổ ập xuống khu vực nhà dân. Do xảy ra vào ban đêm, thời điểm người dân đi ngủ nên dẫn đến thiệt hại lớn. Ở chỗ này thì chưa bao giờ thấy một trận mưa nó to lớn như thế này được, chỉ là mưa nhỏ nhỏ thôi. Qua trận mưa này thì chắc chắn là không bao giờ làm nhà là ở gần này thôi. Thế có khả năng là có điều kiện gia đình có khả năng là làm ra những dịch ra một tí nữa. Vâng, để là khắc phục những khó khăn là một trận mưa lũ to kỷ lục thế này. Còn đây là hiện trường xảy ra sạt lở đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố núi, huyện Định Hóa vào cuối tháng 5 năm 2022. Những tảng đá lớn có đường kính từ 2 đến 4 mét từ trên cao dồn dập rơi xuống dưới.
Người dân cho biết đã nhiều năm nay khu vực này chưa từng xảy ra sạt lở đá. Tuy nhiên, mưa lớn trên diện rộng đã khiến đất đá trôi xuống đường và người dân không kịp trở tay. Dù vị trí sạt lở đất đá đã được xử lý, nhưng họ vẫn lo lắng cảnh tượng này có thể lặp lại. Nhân dân ở đây thì lúc nào cũng lo là mưa như này thì rất lo là đá lở. Khi mà đã bị xảy ra rồi thì là coi chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền. Là coi nếu như có cái gì là bà con phải là sẵn sàng, mưa to gió lớn thì phải là có chủ động luôn. Là thấy một mưa to gió lớn mà có chúng tôi mà trên loa đài là phải di chuyển luôn. Qua cái sự việc xảy ra đá này thì tôi đề nghị đối với các cấp các ngành từ tỉnh cũng như huyện là thường xuyên kiểm tra trong hệ thống dây núi đá này để làm sao phát hiện những nơi mà có đá tầng đá xếp nguy hiểm, nó do cái phong đá nó quá trình trong cái thời tiết này, rồi sau cái trường phong hóa này, rồi do động đất vân thì nó sẽ trơ đá ra và rơi không biết lúc nào. Để tránh sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã liên tục ban hành các công điện hỏa tốc, văn bản chỉ đạo huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình nguy cơ để có giải pháp di dời người dân đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã xây dựng những cái phương án di dời hoặc là bố trí tạm những công trình tạm khi có mưa lũ, là cái trước mắt là phải di dời người dân, những cái tài sản có giá trị để ra khỏi cái khu vực có nguy cơ. Thế về lâu dài thì cũng đề nghị các cái địa phương là xây dựng các cái khu dân cư tập trung để di dời những cái khu vực mà nhiều hộ bị ảnh hưởng, hoặc là bố trí dân cư những cái xen kẹp và những dân cư những cái hộ đơn lẻ bị sạt lở. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có địa hình đồi núi, đất đá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Những thiệt hại sẽ không dừng lại ở tài sản, mà có thể còn là tính mạng của con người nếu như không có những giải pháp di dời hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.